khách để mới làm được, chỉ còn khách đó thì chị ở rảnh thôi. Bụng nó cứng à. Ừ. Ừ. Ấy là sưng hết. À, sưng tại đây là bằng từ trước đó mua nữa. Mệt vô đi, nó nóng lắm đó, ra đường chịu không nổi đâu, nó nóng lắm. Ra đường tối mà 6-7 giờ mà còn nóng đâu, chịu nổi đâu. Bye bye.
đâu đi đẹp giờ nữa đâu. Một ngón chữ bắt đầu cứng nó. Ấy đang xong nữa. Giờ nó cũng lòn cho. Cứng gì sao? Nó qua cứng rồi nè, không có mềm nữa. Học trường mua đó. Gần đây học đây cho khỏe. Sưng này rất là bao nhiêu bịch cho nó rồi hết được đó, nó mụn cứng đó, không nổ luôn, húi húi không ra luôn, tỷ là cứng luôn. Mấy bữa đầu nó mềm, trời ơi, cứng đơ luôn rồi. Các em ngủ ngủ miết luôn, thử ông nội đi hả con. Xuống hôm rồi muốn rơi phục bay lại luôn.
sau đó đắp ra cái sân lại nè, cho nó ra đó. Nằm bơ đó, cái nằm bơ chưa, sân buồn cứng lắm. Chú bỏ vô miếng ống dùm nó chưa? Ta nó lửa rồi. Bé nó muốn lễ nữa, không lễ, lễ cho thằng cu. Nhớ qua rồi cầm cái máy qua xíu à. Qua tiện qua cho xíu à. Thank you.